làm phong thủy với lại căn 3 lần với cân mồi. Hy vọng là lên được cái win 2. Win 2 bữa mình đập hai phát liên tiếp rồi ta. Bữa đập hai phát liên tiếp không lên đâu anh em ơi. Ui vừa khít, vừa khít. 1 2 ôi. Hy vọng. May mắn đi, thui nhiều rồi. Em ơi, cho lên em ơi, nhà nghèo ba má đông, nhà có sổ nghèo. 1 2 lại ném có hai lần. 1 2 nhà số hộ nghèo nha, nhà số hộ nghèo nha. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game mua Season 2 SS2.vn nha anh em ơi. Thì ngày hôm qua đập đồ nó vẫn chưa lên, ngày hôm qua B có đập đồ mà tính nó hên, cùng nó vẫn vậy anh em ơi. B hay không B đập đồ cũng vậy. Và ui. Tay cái tay sâu hồng này. Cái này làm cho nó set này không ta? Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là xoay win cho con sâu này nha anh em ơi. À mẹ thử test nhân phẩm bữa nữa coi. Giờ con sâu này của mình thì có danh hiệu thì đủ hết rồi. Bây giờ chỉ cần kiếm đồ cho nó là đi múc nhau thôi. Xét đồ là đi múc nhau được. Thì mình đang xài cái set ma vương cả xịt cả lội. Được hai món, một món 44 với một món 45. Đấy, này 45 nhưng mà lại không có lốc. Cái này 4%, cái này lại 5%. Nó tính ra là nó cũng dạng BB chút xíu mà cũng tạm đấy. Không phải đến nỗi là đồ phế thải đâu. Nhưng mà mình sẽ bưu cho nó set. Em thì báo bưu set thần. Nhưng mà mình đang tính làm set set sâu hồng á thì cho nó huyền thoại. Nhưng mà đang hiếm người bán quá. Chắc phải đi gom từng món một từ thôi. Chắc gom cái tay kia trước. Rồi, để mình lại mình đổi nha. Hy vọng là sẽ ra được cái lông vũ. Nói chung ra cái nào cũng được. Quan trọng là lên win hay không thôi. Tại vì bây giờ mình đổi cũng được mà. Rồi, chơi luôn nha. Thì được 30 cái. Thì làm chắc cú đi là sẽ ra một cái này. Rồi. Ui, ngon lành. Ra lông vũ. Đấy. Rồi. Cái tay này có tay 4-10 là cũng ngon đấy. Để đó lúc nào. Lúc nào xúc anh em ơi. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đi quay xoay cái win 1 cho nó trước đã. Một là. Thôi để cho nó mặc đi xoay cái khác. Chứ không đấy lúc mà ép xịt thì là coi như là toang. Xịt là lại còn trên răng dí dái. Cho đấy mấy cái món cấp cao cao chút xíu mình ép cho nó ổn nha. Đây ba cái món này. Rồi. Thì trước tiên là phải đi xoay vũ khí trao này. Cái Hắc Long 24 ốp đi xoay này. Cái thánh nữa là chắc chút xíu để xoay cánh. Rồi, làm nhẹ nhàng xíu nha. Làm cái vũ khí trao trước. Khí trao thì chỉ cần vậy thôi, 80. Bố vô là 8. Úp. Con nạn. Bà mẹ đó. Vũ khí trao 70 mà còn xịt nữa anh em ơi. Ê thật. À. Yêu gian kết hợp vai ca đai thật. Anh trai nó đâu rồi? Tôi xong rồi. Lại phải nhờ thằng anh trai thôi. Trai đang đứng đâu số? À đang đứng trên đâu thằng anh trai về cái. Đó, thấy cái tướng đi càng nghìn cả bạch chưa? Đó, đó, nó đã.
để lấy cho nó ít tai luôn, xíu đập tai, đập ốp. Cho em trai 100 triệu. Rồi. Rồi. Xúc lại xúc thôi. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ may mắn. Mình tập đồ đen quá rồi. Đen với ngáo quá rồi. Lên chắc mà. Rồi. Có ốp luôn rồi, ngon lành rồi. À, thì bây giờ là coi nào. Thì bây giờ phải tắt cái này lên nữa phải không? Để chạy nén. Bây giờ xoay cái win 1. Đen có thì lấy cái win đang đeo đó tán luôn. Tại vì cái win đang đeo nó cũng chỉ là lúc. Với lại mình cũng không có, không có muốn lên, không muốn ép lên nữa. Em chờ chờ win win 2 rồi mình ép luôn. Đây. Làm win 1 nha. Khi nó ra cái có lúc thì lại đổi. Rồi, 60. Mắc. Rồi. 1 2 3. Chơi đó. Căng căng à. Và mẹ có khi không bố không bố ngọc tỷ lệ nó lại lên đó. Đấy không bố ngọc tỷ lệ phát. Bắt đợi. Ôi chưa có ốp. Này không bố ngọc tỷ lệ đó, mình biết ngay mà không bố ngọc tỷ lệ nó lại lên. À mẹ không hiểu luôn. Rồi cái cánh trên đàn luôn rồi. Rồi. Anh em thấy không? Không bố ngọc tỷ lệ nó lại lên. Bây giờ có khi tán cái cánh này không tí ngọc tỷ lệ luôn này. Ơi khô máu này. Hay là phải mồi ta? Làm cho nó cái ốp nhìn cho nó đẹp thôi. Không cần bố bê. Cần phải mồi không đây. Nếu Nếu mà không mồi á mà hên xui đi phải không? Tỷ lệ là 50-50. Rồi. Chơi. Chào đâu. Rồi cắt hết đi. Cắt hết đi nha. Làm phong thủy với lại căn 3 lần. Với cần mồi. Hy vọng là lên được cái win 2. Hai bữa mình đập hai phát liên tiếp rồi ta. Bữa đập hai phát liên tiếp không lên anh em ơi. Ui vừa khít, vừa khít. 1 2 ôi. Hy vọng. May mắn đi, tui nhiều rồi. Em ơi cho lên em ơi, nhà nghèo ba má đông, nhà có sổ nghèo. 1 2. Sao lại ném có hai lần? 1 2. Nhà số hộ nghèo nha, nhà số hộ nghèo nha. 1 này. Ôi là có ông Quỳnh Hai đứng kế bên. Trời ơi. Bà mẹ nó lại đi lạnh bút rồi anh em ơi. Ôi. Có dữ ta. Bữa tán hai phát liên tiếp xịt cả hai phát, bây giờ tán một phát xịt một phát, vậy là ba phát rồi. Vậy là xoay xoay cái win cho con sâu này 3 phát rồi.
ba phát, còn bữa trước xoay cái cánh của con đê ca xoay xoay thì mất 4 phát mới lên hả? Chắc là căng đấy. Cái tay quá. Bộ sâu sâu hồng mà đeo Win 2 là đẹp lắm. Đi về đây bị át thử xem. Còn cái gì hờ hốt được không? Nhiều khi có kiếm được bộ thần nào mua luôn 6 cái mà 1 triệu. Bây giờ cái đồng xu này nó cũng rẻ chứ nó nếu mà nó mà mắc căng, tại bây giờ nó rẻ. 6 cái mà có 1 triệu là có 100 mấy một một đồng xu nha anh em ơi. Nói chung là cũng rẻ rồi. Mà bây giờ anh em đi mua thẳng cái nguyên liệu nó cũng rẻ nữa. Không còn mắc hot giống như lúc đầu nữa. Bây giờ test nhân phẩm được. Đó quá, tính chơi mồi rồi. Ngoài này có mấy ông hay bán đồ ngon mà lại đi đâu hết rồi. Nói bán đồ ngon. Đồ ngon chơi nó mới phê. Rồi. À, số bà tivi. Lót không, mấy dân chơi nhiều khi chơi cá độ xong thua. Hay bán lắm. Ôi sếp in hạ đệ nhất bang kìa, thấy chưa? Chú vui. Thôi, test nhân phẩm mà không 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 được anh em ơi. Lại phải gom tiếp rồi tính tính sau thôi. Nhanh quá, nó đi trong vòng một một nốt bấm. Thôi, video này mình lại xin kết thúc tại đây nha. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.